Hi, xin chào các bạn ở kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đang có mặt tại sân vận động Hòa Xuân để xem một tập của câu lạc bộ Thăng Quảng Ninh. Và mục đích chính của mình ngày hôm nay không phải là xem một tập của câu lạc bộ Thăng Quảng Ninh, mà đó là thử thách chụp hình với cầu thủ trẻ đang chơi rất lan chân trong thời gian gần đây, Nguyễn Hai Lâm. Và ngoài ra Thăng Quảng Ninh còn có rất nhiều siêu sao như là Kim Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Đang di chuyển là vào sân vận động Hội Xuân. Phía trước mặt mình đang là rất nhiều cầu thủ của Thăng Quảng Ninh đang chuẩn bị thay giày để bước vào buổi tập ngày hôm nay. Và mình đang di chuyển lên khán đài A để xem buổi tập của câu lạc bộ này. What does perfect even mean? Is there